Hello, xin chào tất cả anh em đã đồng hành cùng kênh YouTube Máy Thủy Nhật nha. Đây, một em 6 Yamaha chuyên dòng cao tốc tốc độ nha. 6 Yamaha này là 420 mã lực nha. Model hắn là MD750. 420 mã lực, 2700 tua, hơn 2700 tua nha. Máy rin ra rất là đẹp nè. Anh em nhìn thấy nha. Rất là đẹp luôn. Chuyên dòng cao tốc nha. Hộp số này là số gục nha anh em. Hộp số gục luôn, rất là đẹp. Anh em quan tâm nhớ liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Nhớ bấm vào cái chuông đăng ký kênh để nhận video sắp tới mình sẽ ra hàng ngày rất nhiều video. Hộp số em này là 2.46 nha. Hộp số gục. Đây, số gục rồi. Nó hơi lại gốc cái độ nó hơi lại chút. Đặc điểm em này nó là hai tục bô nha. Tục bô đôi. Góc này hơi tối quay rõ anh em xem. Ừ. Đây đôi nha. Rất là đẹp. Từ dưới lên trên luôn nè. Bây giờ mới về mình rửa sơ qua rồi chúng mình tép đổi cho anh em xem nè. Đây nè. Yamaha chuyên nhà cao tốc. 420 mã lực, 2700 tua nha. Rất còn, rất còn. Xe 400 mã lực mà rất còn. Đó, giờ tép đổi nha. Rồi, mở nước nha. Rồi, đây luôn. Thôi, hám tốt, máy rất nhạy nữa nha. Đem chị con phê luôn. Anh em quan tâm liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Nhớ bấm vào cái chuông đăng ký kênh để nhận video mới sắp tới ra hàng ngày. Đây là địa chỉ 688 sạc 2, kênh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha. Kéo chưa tải là tên 3.500 tua nha, tới 3.200 tua nha. Thử số cho anh em luôn nè. Máy nổ rất sạch nhiên liệu nha, không quá trắng nha.
Rồi, ok.